Chào mừng quý vị đã đến với kênh Luân Xăng App, nơi dám nói lên những mặt tối của những con app kiếm tiền online và review cập nhật app mới, chia sẻ thật tâm nhất khiến cho quý vị có một cái nhìn đa chiều về một con app. Từ đó, quý vị có thể đưa ra một quyết định đầu tư đúng đắn nhất. Xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh channel của Luân Xăng App. Thì hôm nay mình sẽ đầu tiên quay Momo phải đi cho một bạn may mắn nha. Rồi, đó bạn Linbin Olin, số điện thoại là 0912902331 Momo. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển Momo cho bạn may mắn nha. Xin chúc mừng bạn nha. Tiếp theo mình sẽ tổ chức một cái mini game nha các bạn. Nếu bạn nào chưa nhận được Momo ngày hôm nay thì các bạn hãy comment bên dưới clip này. Nếu comment của bạn nhận được nhiều like, comment của bạn hay nhận được nhiều like nhất thì mình sẽ trao tặng cho bạn 30k Momo và hai bạn tiếp theo, hai bạn nhì và thứ ba. Mỗi bạn sẽ được 10k Momo, tổng giải thưởng là 50k Momo. Mình sẽ trao tặng ở clip tiếp theo nha. Vậy các bạn hãy like video này và đấm đăng ký kênh, bấm chuông chọn tất cả và comment bên dưới video này để video tiếp theo các bạn sẽ được nhận Momo và đi nha. Ok, sẽ quay trở lại với cái vấn đề chính ngày hôm nay thì mình sẽ bảo kê con app WeShop nha bạn. Ngày hôm nay và ngày mai, đó, trong vòng ngày, hôm nay là 13 tháng 9 và ngày mai là 14 tháng 9. Những bạn nào đăng ký nạp VIP vào 2 ngày này, mình sẽ bảo kê các bạn trong vòng 3 ngày. Nếu các bạn nạp vào các bạn chơi, các bạn rút không được, các bạn mình đền cho các bạn cả vốn lẫn lãi luôn, không thiếu một xu. Luân Xăng App uy tín, nói là làm. Ok, rồi mình sẽ show các bạn hoa hồng VIP cho các bạn coi ha. Thì cái gói VIP 1 á là trị giá là 300k nè. Đơn hàng mỗi ngày là bạn sẽ quay được 20 đơn và thu nhập mỗi ngày của bạn là 13.500 đồng. Cái thời hạn là 3 ngày, hoa hồng hết gói là 40.500 đồng. Đó. Thì có nghĩa là sao? Thì có nghĩa là bạn nạp 300k vào, các bạn chơi trong vòng 3 ngày, đó, 3 ngày sau các bạn là sẽ kiếm được tiền lãi là 40.500 đồng, cộng với các bạn sẽ rút được cái tiền vốn của mình ra. 3 ngày sau các bạn rút cái 300k vốn của mình ra là tổng cộng các bạn sẽ rút ra là 340.500 đồng nha. Rồi. Rồi cái gói VIP 2 á là trị giá là 3 triệu, cái mỗi ngày bạn quay được 30 đơn, ở thu nhập mỗi ngày của bạn là 150k. Thì đó, thì các bạn chơi VIP 2 thì chơi VIP 2 thì mới ngon thôi chứ VIP 1 cái lãi nó ít. Đó, bạn chơi VIP 2 thì bạn sẽ nạp vào 3 triệu, nhưng mà bên cạnh đó nó yêu cầu các bạn là phải tuyển được ba red cấp dưới, ba người cấp dưới đã nạp tiền vào lên VIP rồi thì các bạn mới có quyền lên VIP 2. Rồi khi bạn lên VIP 2 rồi thì các bạn sẽ được rút lại cái tiền vốn của mình trong sau thời gian là 7 ngày nha. 7 ngày sau các bạn sẽ rút được cái 3 triệu này ra, cộng với cái tiền lãi của bạn là 1.050.000. Có nghĩa là 7 ngày sau các bạn sẽ rút ra tổng là 4.050.000 nha các bạn. Và con app nó đang áp dụng cái chương trình khuyến mãi, đó là nếu bây giờ các bạn đi tuyển cấp dưới á thì người ta nạp tiền vào lần đầu tiên để người ta lên VIP thì các bạn sẽ nhận ngay là 50k thưởng nóng của app luôn nha. Rồi, bên cạnh đó cấp dưới của bạn nâng cấp VIP lên, nâng cấp VIP lên thì các bạn cũng tiếp tục là được nhận 50k nữa luôn. Đó, thì ở đây có những gói VIP cao hơn các bạn có thể tham khảo nha. Nhưng mà lên VIP cao hơn thì cái điều kiện nó sẽ khó hơn, nó sẽ yêu cầu bạn tuyển được cấp dưới nạp nhiều hơn. Ví dụ lên gói VIP 3 giá 10 triệu á thì bạn cần phải là giới thiệu cho 10 người cấp dưới đã nạp tiền. Đó, gói VIP 4 thì 39 người, 60 người đó, từ từ nó khó lên dần nha các bạn. Rồi bên cạnh cái gói VIP thì chúng ta sẽ có thêm một cái gói tài chính tiết kiệm nha các bạn. Thì một chút vô app mình sẽ chỉ cho các bạn. Đây là cái gói thứ nhất là 300k, tiền lãi là 60.000 trong vòng thời hạn là 7 ngày các bạn. Khi mà các bạn gửi 300k vào khi các bạn lên VIP á thì bạn mới có thể tham gia vào cái gói tiết kiệm này. Cái gói tiết kiệm này nó tương đương với cái giá tiền mà lên VIP. Thí dụ bạn lên VIP 1 300k thì bạn chỉ có thể chơi cái gói 300k, tiền lãi là 60.000 trong vòng 7 ngày. Tổng cộng các bạn có thể rút ra trong sau 7 ngày các bạn có thể rút ra là 360k. Và cái gói thứ hai là 3 triệu. Khi bạn lên VIP 2 á, thì bạn mới có thể tham gia cái gói tiết kiệm 3 triệu này. Tiền lãi là 750k sau thời gian là 14 ngày các bạn có thể rút ra tổng cộng là 3.750k nha các bạn. Thì tại sao hôm nay mình lại làm tiếp tục với con app này, tại sao hôm nay mình lại bảo kê? Thì mình sẽ nói cho bạn nghe những vấn đề khiến mình tin tưởng vào con app này nó sẽ đi lâu dài. Thứ nhất là con app này nó đã được lên App Store nha các bạn. App Store là một nền tảng rất là uy tín và độ bảo mật đáng tin cậy ha. Còn cái điều thứ hai á là con app này nó chỉ sử dụng trên nền tảng app thôi, một là ở Android còn hai là ở App Store. Nó an toàn hơn là những con app ở trên dạng web nha các bạn, và thiết kế của nó nhìn cũng rất là ok, nó không quá đơn giản như những con app cùi bắp kia. Cái vấn đề thứ ba ở đây nữa thì trong tương lai nó sẽ áp dụng song song giữa con app đầu tư này với là cái mini game tài xỉu đó, cũng giống như là một hình thức đỏ đen vậy đó các bạn. Nhưng mà các bạn nào muốn chơi tài xỉu thì bạn chơi, các bạn muốn chơi đầu tư an toàn á thì bạn chơi,
đó, nó sẽ chia ra làm hai như vậy, cho nên là nó sẽ đi lâu dài nha các bạn. Thì ở đây mình nói những cái mặt tối của con áp thôi, chứ mình không hề là đánh bóng hay là mình ca ngợi gì nó hết. Mình theo cái quan điểm cá nhân của bạn, như các bạn thấy những con áp mà cờ bạc ở trên mạng đi, bạn thấy nó tồn tại rất là lâu, tại vì sao? Nó có nguồn tiền ổn định, nó cứ bơm vô đều đều ha các bạn. Thì con áp này nó cũng vậy, khi mà nó đã phát triển song song, thêm một cái nền tảng, thêm một cái con tài xỉu nó đi song song với là con áp đầu tư lâu dài như thế này, nó sẽ có một cái nguồn tiền vô đều đều nha các bạn, nó sẽ nuôi sống con áp này lâu dài. Đó là cái nguyên do hôm nay mình quyết định là mình sẽ bảo kê cho các bạn trong 2 ngày luôn, là 13-14, ngày 13-14 tháng 9. Những bạn nào nạp tiền lên VIP trong 2 ngày này, liên hệ với mình qua số Zalo 0926571554, mình bảo kê cho các bạn trong vòng 3 ngày. Tức nghĩa, thí dụ bạn nạp tiền vào ngày 13 thì cứ 3 ngày tính tới thôi. Đó, thí dụ bạn nạp tiền vào ngày 13 thì đến ngày 16 các bạn không rút tiền được, thì mình sẽ lấy tiền túi mình trả cho bạn cả vốn lẫn lãi luôn, ok. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu một số chức năng cơ bản của con app cho những bạn nào chưa biết. Rồi, mình sẽ cho bạn coi cái lịch sử rút tiền của mình nha. Đây, đây các bạn thấy không? Mình rút tiền rất là nhiều rồi, mình rút tiền nát con app này luôn rồi các bạn. Và một điều nữa là mình tin tưởng con app này bởi vì nó rút tiền cực kỳ nhanh, trong vòng 1 đến 2 phút là tiền về thôi. Rồi, các bạn sẽ bấm vào cái phần cái viên kim cương này ở bên dưới thì các bạn sẽ xem được những cái gói VIP. Đó, bạn sẽ vào đây bạn xem có VIP nào, VIP 1, VIP 2, VIP 3 như mình nói hồi nãy nè, VIP 1 300k, VIP 2 3 triệu nè ha. Và sau khi bạn nạp tiền á, bạn nạp tiền xong thì bạn sẽ vào cái phần VIP này để bạn mua, bạn bấm vào nút nâng cấp để bạn mua nha. Rồi, rồi bạn sẽ qua cái phần tài chính nè. Cái phần tài chính hồi nãy lúc nãy mình nói nè. Ở đây nó cũng có cái gói này, gói 1, gói 2, gói 3, gói 4. Thì nó tương đương với VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4. Khi bạn lên VIP 1 thì bạn chỉ có thể chơi được gói 1, thì là khi các bạn lên VIP 2 thì các bạn chỉ có thể chơi được gói 2 ở cái tiết kiệm tài chính này thôi nha các bạn. Đó là cái VIP nào nó tương đương với cái gói đó và nó tương đương cái giá tiền đó các bạn. Thí dụ giờ các bạn bỏ 300.000 vô các bạn nạp, các bạn mua VIP 1 đúng không, thì các bạn có thể là nạp thêm 300.000 nữa các bạn qua cái tiết kiệm tài chính này để các bạn gửi tiết kiệm, thì trong vòng 7 ngày sau thì các bạn sẽ lời thêm được là 60k nha các bạn. Còn nếu các bạn đang VIP 2-3 triệu thì các bạn chỉ có thể tham gia được cái gói tiết kiệm tài chính 2, là các bạn sẽ nạp thêm 3 triệu nữa vào để các bạn gửi vào cái tiết kiệm tài chính này. Sau 14 ngày thì các bạn sẽ thu được 750k tiền lãi nữa. Đây là mình sẽ cho bạn coi cái báo cáo nhóm của mình. Đó là tổng nạp cấp dưới của mình bây giờ là 44 triệu rồi nha bạn. Cũng rất là nhiều bạn đã tham gia rồi. Đó, rất nhiều là bạn, những bạn đã chơi rồi, những bạn đã chơi và đã rút tiền ào ào rồi, các bạn không cần phải bận tâm về cái chuyện đó nha. Đó, các bạn thấy danh sách không? What? À, rất là nhiều nha. Rồi, đầu tiên khi các bạn đăng ký khi các bạn đăng ký app xong á thì các bạn sẽ có một cá nhân nha, cái hình người nha các bạn. Cái điều đầu tiên các bạn làm là phải cập nhật cái thông tin thanh toán nè. Đó, bạn vô đây bạn điền tên ngân hàng, thẻ ngân hàng đồ của các bạn vô nha. Rồi xong sau đó thì tới cái mục nạp tiền. Rồi nạp tiền thì các bạn sẽ nhấn vào cái mục nạp tiền nha các bạn. Rồi vô đây thì các bạn sẽ chỉ cần điền cái số tiền mình muốn nạp vô thôi ha. Xong rồi cái mình xuống mình bấm tiếp tục nè. Rồi, ở đây nó sẽ hiện đầy đủ các thông tin cho các bạn copy số tài khoản ngân hàng này và tên ngân hàng nè. Đặc biệt là cái nội dung chuyển khoản nha. Khi các bạn nạp tiền là bạn phải nhớ copy cái nội dung chuyển khoản này vào cái nội dung chuyển khoản của các bạn nha. Có cái nội dung chuyển khoản này thì tiền nó mới vào được nha các bạn. Rồi tiếp theo thì rút tiền. Rút tiền thì các bạn chỉ cần điền cái số tiền muốn rút vào, điền mật khẩu cấp 2 rồi xong bấm xác nhận là rút thôi các bạn, đơn giản lắm. Cái phí rút của nó là 6% dựa trên cái số tiền bạn muốn rút, và cái min rút là 100k nha các bạn. Tới một mời bạn bè thì các bạn vào đây bạn sẽ có một cái mã giới thiệu của bạn. Các bạn sẽ gửi cái mã giới thiệu này cho bạn bè của bạn. Bạn bè của bạn nhập mã giới thiệu của bạn vào, họ chơi app và họ lên VIP, bạn sẽ nhận ngay 50k luôn. Và họ nâng cấp VIP bạn sẽ nhận được tiếp 50k, và bên cạnh đó bạn còn nhận được hoa hồng. Hoa hồng làm nhiệm vụ của họ luôn nha. Đối với F1 là 12%, F2 là 8%, F3 là 5% nha. Rồi để được hỗ trợ thì bạn sẽ bấm vào cái hình cái điện thoại ở bên dưới góc màn hình này nha. Ngoài ra thì bạn cũng có thể liên hệ với hai cái số Zalo ở lúc đầu vô con app nó có thông báo, bạn có thể liên hệ với hai cái số Zalo đó để được hỗ trợ cho bạn. Bạn có thể là chọn là gọi trực tiếp tới để họ hỗ trợ, hoặc là bạn có thể nhắn tin qua Zalo cũng được, có đội nhóm đàng hoàng luôn. Mình sẽ cung cấp cho bạn một cái link nè, với liên hội nhóm và số Zalo, và rồi bạn liên lạc, bạn gọi lên, bạn hỏi những vấn đề thắc mắc luôn. Khi đầu đăng nhập vô là bạn sẽ thấy một cái thông báo như thế này ha, thì hôm nay nó mới ra một cái chương trình khuyến mãi đó bạn. Đó, ai phát triển lên VIP sẽ được giới thiệu thành viên đầu lên VIP sẽ được 50k nè, nâng cấp VIP sẽ được thêm 50k nữa các bạn.
và hai số điện thoại liên hệ nè các bạn, thấy không? Rồi để rõ ràng đây nha. Để các bạn vào app đó thì các bạn có thể xem. Rồi, để tải app bạn sẽ lên cửa hàng CH Play hoặc App Store, các bạn gõ là WeShop. Thì nó biểu tượng nó như thế này nha các bạn, hình viên kim cương màu tím, rồi các bạn bấm, các bạn tải về, bạn cài đặt, sau đó nhập cái mã giới thiệu của mình trên màn hình lại là ok. Mình bảo kê cho các bạn trong 2 ngày 13 và 14 tây tháng 9 năm 2021. Ok, lên xe app nó là làm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo nha.